Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining, tu nhận dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Veteran. Để tham gia vào sự kiện này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi, phần thưởng của sự kiện Airdrop này là mọi người sẽ nhận được 1 triệu token Veteran. Mọi người sẽ nhận thêm 200.000 token Veteran dành cho mọi rep mọi người mở được để tham gia sự kiện. Về dự án sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 11. Về ngày 9 hả? Về nên mọi người vào 15 tháng 11. Mọi người tranh thủ lên sự kiện Airdrop này sớm vì hôm nay thì ngày 15 tháng 11 sẽ kết thúc. Về dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 18 tháng 11. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành join group, join channel của dự án trên Telegram. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi mọi người tiến hành like và retweet bài post của dự án gần nhất. Tiếp theo mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào submit my data. Sau đó mọi người tiến hành gửi username Telegram của mình. Rồi mọi người về một setting edit profile, sau đó mọi người copy username của mình. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hay là Swap Wallet. Sau đó mọi người bấm status để xác nhận. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ dự án này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện. Tiếp theo mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án MaxDots. Để tham gia về sự kiện Airdrop này, mọi người click vào link thứ hai mình sẽ để dưới phần mô tả video. Về tổng phần thưởng của sự kiện Airdrop từ dự án MaxDots là 5 triệu token. Về mọi người tham gia sự kiện này sẽ nhận được 2.000 token MaxDots. Về dự án về sự kiện chỉ có 2.500 người chiến thắng. Về sự kiện Airdrop này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11, dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào 14 tháng 12. Sau đó mọi người bấm Continue để tiến hành làm nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Sau đó mọi người tiến hành like và retweet bài post của dự án. Tiếp theo mọi người tiến hành join group và channel của dự án trên Telegram. Sau đó mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube của dự án trên. Rồi mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án trên Discord. Mọi người đợi một tí để mình thoát bot nhóm Discord ra. Rồi mọi người tiến hành. Rồi, sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người tiến hành follow dự án trên Medium. Về mọi người mở phần mềm Fast IP để hỗ trợ truy cập trang web. Rồi mọi người follow. Sau đó mọi người tiến hành kéo bài bot, mọi người tiến hành post dự án trên Medium. Sau đó mọi người tiến hành post dự án trên CoinSniper và CoinSort. Rồi mình xin phép tại bây. Rồi
Và riêng cho web Consinaber, mọi người phải dùng địa chỉ email để của mình để đăng ký một tài khoản, rồi sau đó mọi người tiến hành đăng nhập. Rồi đăng nhập. Rồi mọi người tiến hành post. Rồi sau đó mọi người sang trang web Conscope, mọi người tiến hành post. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào submit detail và mẹ kép che. Sau đó mọi người tiến hành gửi username Twitter của mình. Rồi mọi người về trang cá nhân. Rồi mọi người copy username của mình. Rồi username Telegram. Rồi kênh YouTube của mình. Rồi username Discord. Rồi mọi người click vào avatar, nó sẽ tự động copy username của mình. Hạ mọi người về một setting, sau đó mọi người copy username của mình. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi profile in medium của mình. Rồi để mình mở IP. Rồi mọi người vào trang cá nhân trên medium. Rồi sau đó mọi người copy link profile. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc là Shop Wallet. Sau đó mọi người bấm Status để kiểm tra lại tài khoản. Rồi dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 14 tháng 12. Và đây là một sự kiện không cần thiết. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.